tuyên bố thông tin thêm rằng hai tổng thống nga và thổ nhĩ kỳ đã thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc do liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ làm trung gian nhằm bỏ chặn xuất khẩu nông sản qua biển đen điện kremlin đã xác nhận các cuộc đàm phán lưu ý rằng tổng thống putin và tổng thống erdogan đã thống nhất duy trì liên lạc song phương ở nhiều cấp độ bao gồm cả trong bối cảnh chuẩn bị cho một cuộc gặp có thể diễn ra giữa hai nguyên thủ này tổng thống putin đã nhắc lại sự sẵn sàng của moscow trong việc nối lại thỏa thuận ngũ cốc ngay khi phương tây đáp ứng yêu cầu của nga điện kremlin cho biết moscow đang nỗ lực thiết lập những tuyến đường an toàn để cung cấp ngũ cốc của nga cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất bao gồm cả cung cấp ngũ cốc miễn phí vấn đề này đã được nêu ra tại hội nghị thượng đỉnh nga châu phi vào tuần trước đồng thời điện kremlin cho biết thêm rằng ông putin đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với thổ nhĩ kỳ và các quốc gia quan tâm khác về vấn đề này bộ ngoại giao mỹ đã ra lệnh sơ tán các nhân viên không thiết yếu và gia đình họ khỏi niger trong khuyến cáo đi lại mới cập nhật ngày 2 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo về việc Tổng thống Niger ông Mohamed Bazoum bị quản thúc tại gia sau cuộc đảo chính ngày 26 tháng 7. Khuyến cáo cũng cho biết những diễn biến tiếp theo của cuộc đảo chính đã làm hạn chế các chuyến bay, do đó các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán Mỹ và gia đình của họ được yêu cầu rời khỏi thủ đô Niamey. Đại sứ quán Mỹ tạm thời giảm số nhân viên của mình, ngừng các dịch vụ thường nhật và chỉ có thể cung cấp trợ giúp khẩn cấp cho công dân Mỹ ở Niger. Bộ năng lượng Israel đã ủng hộ việc tăng trữ lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu khi quốc gia này đang dành nhiều sự quan tâm hơn đối với hoạt động thăm dò ngoài khơi. Trong 15 năm qua, các mỏ khí đốt khổng lồ đã được Israel phát hiện ở khu vực biển địa Trung Hải. Mặc dù trước đây chính phủ nước này đã đặt ra hạn chế về sản lượng xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung nội địa, thì hiện nay định hướng trên đã gây ra nhiều dư luận trái chiều. Thống kê số liệu năm 2022 cho thấy, các công ty năng lượng ở Israel đã sản xuất 21,29 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên, trong đó chỉ xuất khẩu 9,21 tỷ mét khối sang Ai Cập và Jordani.